Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft vùng đất thánh. Hiện tại thì cây cung của mình là một cây cung kim cương á, nhưng mà cái tốc độ bắn của nó thì cũng chưa được gọi là nhanh lắm. Ở trong đây mình còn có thể nâng nó lên thêm một cấp nữa, đó là cây cung bằng Netherite ha. Mình sẽ tốn một foil Netherite đó, nhưng mà đánh đổi lại thì tốc độ bắn nó sẽ tăng lên đáng kể luôn. Mình sẽ cần thêm vàng, 4 vàng. Rồi, là một cái foil Netherite ha. Sau đó thì mình sẽ cho vô cái bàn rèn ở đây. Cung foil Netherite. Như vậy thì sẽ lên được cung Netherite nha. Sát thương thì nó cũng tăng lên một tẹo nè. Tốt á. Ngoài ra thì trong những quyển sách thì mình thấy nó có cái dòng, đâu rồi ta? Raw Speed. Mình nhớ là mình có tìm được một cái nè, quick raw nè. Không biết có ép vô cung được không nữa. Ồ, được luôn. Cấp độ 3 lần á. Bây giờ thì Dương cũng siêu nhanh luôn nè. Dương kiểu mách lực rất là nhanh luôn á. Đã ghê. Như vậy thì mình có thể bắn rất là thoải mái á. Và đánh đổi lại là mình sẽ tốn rất là nhiều mũi tên đó. Hơi căng rồi. Chắc mình phải tìm một cái quyển sách vô hạn trong thời gian sắp tới thôi, để mình bắn cho nó tốt hơn á. Và cái cung này thì cũng chưa có ép dòng chậm hỏng nữa, nên sẽ rất là dễ bị hư đây. Công việc nâng cấp cung đã xong rồi, để bây giờ mình đánh một giấc cái đã. Chưa ngủ được hả? Thôi lên đường luôn, đánh giấc gì nữa. Tầm này lên đường luôn á chứ. Rồi, nóc xong rồi, đi tiếp thôi. Hôm nay mình sẽ đi khám phá về hướng khu rừng gần nhà mình ha. Tại vì từ đầu tới giờ mình vẫn chưa đi khám phá về hướng bên này, nên hôm nay mình quyết định sẽ có một chuyến đi dành riêng về hướng bên đây luôn ha. Để coi coi gần nhà mình nó có những cái công trình gì hay không. Không rài đo lo khám phá xa xa nhà không mà, chứ gần nhà đâu có chịu khám phá. Ở chưa gì mình đã thấy ở dưới nước có một cái con zombie chết đuối kìa. Mình cà khịa nó cái nhẹ coi. Cà khịa nó cái nhẹ coi. Trời nó, con này trâu vậy. Trời, ba cái đinh ba mới chết được nó. Những con zombie chết đuối cũng trâu lắm á. Hôm nay trời trăng đẹp chứ ta. Mà sao không có quái gì trơn vậy? Oh my god, vừa nói thật không có quái đã xuất hiện một cái con gì xanh xanh nhìn ghê lắm. Nó cạnh mình luôn nè. Ui con này, định làm gì? Định làm gì cái anh goblin? Láo tét thiệt. Con này là con ọt. Wow, con ọt hả? Ọt nè, ọt. Ọt với chúng tôi. Rồi xong phim. Ui, hình như anh goblin đang ăn để hồi phục lại hay sao kìa. Ăn thịt không anh? À, anh ăn táo. Thì ra anh goblin ăn táo để hồi phục lại. Ồ, cũng hay. Tội nghiệp anh tự nhiên bị con zombie quýnh muốn xỉu luôn. Anh đổi gia tài cấp độ 4 luôn nè. Cúp mình gia tài mấy vậy? À mà quên, tôi cúp mình có sửa chữa đổi ổn á. Và khi hồi nãy mình có giết được một con ọt, nó rơi ra cái da của nó. Với cái da của nó thì mình có thể làm được cái yên cưỡi rồng luôn. Raiden set đồ nè. Nấu được thuốc chậm rãi. À, cũng hay. Còn xương, bây giờ cung mình hơi bị xịn, đừng có nhờn. Đã vậy ta, chỉ là dùng đồng bằng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những cái con ọt ha. Ok, biết được một thông tin mới. Rồi, và đó là một ngôi làng hả? Chính xác rồi, đằng kia là một ngôi làng. Tính ra gần nhà mình nhiều làng quá chứ. Bên kia còn một cái chỗ gì nữa cơ. Trước mắt thì mình sẽ đi vô làng trước. Coi trong làng buổi tối có yên bình hay không nha. Có quái lợi là mình sẽ bảo vệ làng liền. Ủa, cái này không có rừng. Coi. Ồ, ngôi làng yên bình thiệt. Ban đêm không có quái lợi gần luôn á. Chắc tại có anh người sát bảo vệ rồi. Vậy thôi, mình sẽ không vô nữa. Sẽ rẽ qua hướng bên đây để khám phá coi nó có cái gì. Nhìn lạ lắm. À, cái này là cái chỗ có xương á. Nè, có con xương nè. Tiêu diệt nó. Để coi trong rương có gì ha. Trời ơi, cái rương nó bèo nha. Nó bèo hơn chứ bèo nữa. Vậy là đây là cái chỗ trồng ruộng. Cái ruộng của người ta hả? Chứ không có gì đâu. Ok. Vậy thì thôi, đành phải đi tiếp vậy.
Ồ, có xương, có xương. Ồ, con xương tàn hình luôn nữa. Mình không thấy nó. À đây đây, thấy rồi, thấy rồi. Tàn hình đó. Tàn hình hả? Tàn hình, bắn hộp, bắn hộp. Tàn hình nè. Lụm nó liền. Đâu ra mấy con xương tàn hình khó chịu vậy. Mình thấy có khói. What the hell? Chẳng lẽ lại là chỗ của cướp dân làng nữa? Ghê vậy. Ở dưới kia là chỗ cái ngôi làng dưới lòng đất á. Rồi luôn, ý trời đã định rồi. Kiểu gì mình cũng phải chiến đấu với bọn cướp dân làng này thêm một lần nữa thôi. Con nhỏ này định làm gì mình đây? Nó định làm gì mình đây? Này này, chưa gì có tên gà đệ ba trước nè. Gà trước hả? Tiêu diệt nó luôn. Xương, ủa dơm bài. Dơm bài, đi ra chỗ khác đi. Chưa gì hết là mình đã bị một tên ra ha. Thăm dò sức khỏe. Con nhỏ này. Đi đi. Đi ra chỗ khác. Cái gì đây? Woodland Mansion. Oh. Woodland Mansion hả? Nghe giống cái biệt thự trong rừng đó nha. Cái tên đó. Biệt thự trong rừng hình như trong cái bản đồ gọi là Woodland Mansion thì phải. Và bọn chúng còn nhốt những anh người sát nữa. Quá đáng thiệt. Mình sẽ giải cứu cho anh người sát này. Con này định làm gì? Định làm gì? Anh yên tâm, tôi sẽ giải cứu anh. Đợi xíu anh bạn à. Có chỗ cướp dân làng này quá đáng thiệt. Anh đừng lo. Mình sẽ gán giải cứu anh người sát này ra ha. Mình không có rìu nên mình dùng kiếm mình đập luôn. Rồi. Đập ra. Và cái anh này có tên luôn nha. Anh này tên là Chân Foot. Ồ. Bây giờ mình cùng Chân Foot chiến đấu nào anh ơi. Anh ơi, đây đây đây, có cướp dân làng nè. Mình sẽ dụ lại cho anh quýnh. Vô anh ơi. Này thì cướp. Này thì cướp dân làng nè. Hay lắm anh. Đúng rồi, cứu ra là phải như vậy. Rồi giờ mình sẽ vô trong đây để quẩy xíu. Có rồi. Ngọt luôn. Mình sẽ thấy anh lút sạch đồ của bọn chúng luôn ha. Này thì cướp dân làng với chúng tôi. Tầng chợt, coi coi tầng chợt có vẻ là những căn phòng giống như là cái nhà kho thôi. Ồ, có kim cương luôn nè. Có vẻ bọn này là bọn cướp giàu nha, chứ không phải bọn cướp nghèo đâu. Có mũi tên mình sẽ tịch thu luôn. Ờ, được đấy, được phép đấy. Rồi, bên đây còn căn phòng gì không? Đây đây còn căn phòng nữa. Mà có vẻ đây là những cái rương trống à. Không có đồ bên trong á. Ừ, được. Thì ra bọn chúng chỉ giấu đồ ở một số cái rương thôi. Và nó có cầu thang đi lên nè. Mình sẽ đi khám phá tiếp. Bình kinh nghiệm. Hại thay ma cấp độ 5 luôn. Tịch thu hết. Tiếp tục là một cái cầu thang đi lên nữa. Chỗ này bắt đầu ghê ghê đó. Cửa sắt đồ nữa nè. Không biết bọn chúng giấu cái gì mà. Ủa. Không hiểu nó xây cái này để làm gì nữa. Trả lại nó đi. Lò luyện kim. Hình như đây là căn phòng để nấu khoáng sản của bọn chúng. Cái này là cái nhà bếp. Cái nhà bọn này xây cũng to lắm á chứ. Mình sẽ nóc tiếp đi. À không, đi ngủ đi ngủ đi ngủ. Nóc ít thôi, nóc ít thôi. Nóc nhiều quá là nghiện rồi. Nghiện là dở rồi. Rồi ngủ 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 ngủ. Sáng thức dậy là mình khỏi cần phải nóc rồi. Đó. Trời sáng rồi. Ui nhưng mà trong đây có vẻ hơi tối ấy nhờ. Còn đường đi lên trên nữa nè. Ừ, cái hướng mình đi khám phá hiện tại á thì nó không dẫn tới những cái chỗ chứa đồ rồi. Chắc mình phải quay lại cái chỗ ban đầu á. Nó có cái thang leo. Mình đi từ cái thang leo đó chắc sẽ tới một cái căn phòng khác. Đây nè, căn phòng này nè. Ồ, nó có gì đây? Inventory. 4 cái gỗ. Gỗ sồi. 20 cái gỗ sồi sẩm. 10 cục đá gì đây? Outpost. Hình như bọn chúng còn làm kiểu như là cái nhiệm vụ ở đây nữa nè. Và cái đợt xâm lược kế tiếp của bọn chúng thì chưa rõ luôn. Trời 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 trời. Đây là công việc của bọn chúng sao? Ui dồi ôi. Đây rồi. Mình đã tìm được chỗ giấu đồ của bọn chúng rồi. Này cướp dân làng một chỗ.
Con này. Con nhện, nhện. Nhện không vậy? Trời, trời, ở đây cả đống nhện luôn. Có quýnh mình được nè, vô lý vậy. Con nhện này. Hình như đây là cái chỗ bọn chúng nuôi nhện hay gì á. Nó đó, trời ơi, bọn này bây giờ còn chuyển sang nuôi nhện nữa. Quá trời quá đất ơi. Cướp dân làng mà nuôi nhện. Sợ thiệt. Này thì nuôi nhện nè, mình sẽ giết hết mấy con nhện bọn chúng luôn. Đập luôn cái lồng luôn. Cho nó nghỉ nuôi. Wow. Giàu thiệt. Không ngờ nuôi nhện lại giàu như vậy sao. Rồi, vậy là được hai cái chỗ chứa rương VIP rồi ha. À, cái này là cái cửa bình thường thôi. Còn hướng nào khác không? Hết rồi. Ồ, nó còn đường đi lên trên tiếp nè. Lên trên. Còn cái chỗ này về trồng nấm. Như vậy là hết rồi. Tính ra chỗ này cũng rộng lắm á chứ. Mình đã kiểu như là giải tán được một cái chỗ cướp dân làng nguy hiểm mà. Chứ không thôi, sắp tới bọn này kiểu gì cũng qua mấy cái ngôi làng gần đây để cướp bóc à. Hên là mình xuất hiện kịp á. Ui, giờ mình bị mắc kẹt trong đây à. Để mình trèo ra ngoài cái đó. Xong phim. Xong nhiệm vụ rồi đó nha. Mình đã cướp lại từ bọn cướp dân làng. Ú. Mình là cướp cướp dân làng. Dám chống hả? Ô, bọn chúng đi cướp về rồi. Hình như bọn chúng mới đi cướp về nè. Cá đóng tên luôn. Nhưng mà muộn rồi mấy cưng. Mấy cưng giờ còn cái nịt thôi. Vô chổng kiếm cái nịt đi. Mình lấy sạch đồ của bọn chúng rồi. Ồ, nhưng mà tuy là ban ngày á, nhưng mà vô cánh rừng này nó vẫn khá là tối ha. Tối thì làm sao, nóc tiếp thôi chứ làm sao nữa. Ô. Còn một tên nữa. Còn một tên nữa. Tiêu diệt luôn. Này thì cướp dân làng mắc két. Rồi xong. Mình có được một chút đồ xịn thì mình sẽ cất vô trong lại ha. Đi tiếp thôi. Mình thấy trong cánh rừng này cũng nhiều khả năng là gặp được thêm công trình á. Hoặc là gặp cướp. Nhưng cứ vô khám phá thôi. Chỗ nào càng nguy hiểm thì mình càng nên vào á. Ô, con xương đâu vậy? Ở đây, 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 nó đâu à? Nó tàn hình. Có chịu vậy? Này, tàn hình nè. Tàn hình cũng quýnh luôn. Ô, có phù thủy kìa. Phù thủy hả? Mình sẽ tiêu diệt bà. Lúc đầu bà ấy ưa chọi thuốc độc mình lắm. Bởi vậy mình không có chút thiện cảm gì với mấy bà phù thủy luôn. Là mình tiêu diệt liền. À, bà còn có cái nhà đây nữa nè. Ồ, ra là vậy. Và ở trong đó. Ồ, chết rồi. Không. Ủa, đây là ngôi làng hả? Tu xong rồi. Không được, không được. Mình phải tìm cái chuông. Mình rung chuông cho mấy bác dân làng trốn trước đi. Sắp có một cuộc xâm lược rồi. Ui, không biết bọn chúng đi từ hướng nào đây. Tôn rồi, tôn rồi. Kì kì, bọn chúng đi chừng này. Mình sẽ tiêu diệt từ từ. Không sao hết. Áo bắn hụt. Ô, bọn chúng đang vô làng. Tại sao không cho các ngươi làm vậy? Còn hai tên nữa. Một tên cuối cùng. Đâu đâu, tên cuối đâu à? Ô, tên cuối chạy trong đây rồi. Nè 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 nè. Tên cuối cùng. Ui. Tên cuối còn đi chung với Zombie Baby nữa. Xong một cuộc xâm lược. Giờ tới lượt thứ hai nè. Không biết bao nhiêu lượt mới xong nữa. A few moments later. À đây rồi, đây rồi. Hình như tên này. Chính xác. Này thì núp núp nè. Ủa xong rồi. Yay. Mình đã thành công bảo vệ dân làng khỏi cuộc xâm lược rồi. Nice. Đi ngủ, đi ngủ liền. Ui giời ơi. Khổ ghê á. Nó pháo bông đùng đùng. Ăn mừng các thứ rồi. Bây giờ mình trao đổi với dân làng là được. Có mã giảm giá. Mình đang có cái mã giảm giá nè. Để coi coi. Đổi đổi đồ mấy bác ơi. Ví dụ bác này coi. Ủa. Mình đang có người hùng của ngôi làng mà. Có mấy dân làng nào đổi đồ ok không? Rung chuông vàng xíu coi. Mấy bác này thất nghiệp hết trơn à.
Ui, gặp ngôi làng thất nghiệp nữa. Su cà na vậy. Phải có mấy bác thủ thư, đổi mấy bác thủ thư thì được á. Ui, có bác sống bên tít trên núi luôn kìa. Sao lên chỗ này vậy trời? Bó tay mấy bác luôn á. Thôi chắc giờ mình tiếp tục hành trình của mình thôi. Bữa nay đi về cái hướng mới có vẻ là hơi chông gai á nha. Chưa gì là toàn gặp cướp dân làng rồi cuộc xâm lược tùm lum hết. Nữa hả? Nữa hả? Lại là chỗ cướp dân làng nữa hả? Gì quá vậy? Mình có cái kèn mình thổi thử coi. Calling on pillager. Gì vậy? Tức là mình thổi cái kèn này là sẽ có cướp dân làng hả? Đúng không? Mới thổi nè. Lần kia có cái quân cướp dân làng thiệt. Ủa cái này là tình cờ hay là không tình cờ vậy? Ủa mà không viết cái tên, đội cái cờ trên đầu đâu. Viết tên đó là lại có cái hiệu ứng ấy nữa đó. Điểm xấu nữa. Không viết tên đó đâu. Viết tên nào chứ viết thì viết nhưng không viết cái tên mà có cái cờ đâu. Mệt lắm. Thôi lại cướp dân làng tiếp. Ui, nó có bắt cóc ai không vậy? Ví dụ nó bắt cóc anh người sắt thì mình sẽ giải cứu anh người sắt ha. Ui, nó bắt cóc dân ba dân làng. Thôi kệ cho bác dân làng chổng chơi nó luôn đi. Trên núi nó có gì vậy ta? Nhìn gì giống lửa trại vậy? Lạ thiệt á. Trong đây quá trời thứ lạ luôn. Thôi mình đi tiếp đi. Cái kèn này tốt nhất là không nên thổi đâu. Thổi cái kèn này nguy hiểm quá. Dục ra liền. Rồi, và phía bên đây mình gặp một cái ngôi đền hay là một cái tòa tháp gì nè. Nhưng mà nhỏ xíu à. Vô kiểm tra thử. Đây, lên. Wow. Có rương. Sải bước dưới nước. Xuống luôn. Mình người chơi hệ tò mò mà. Ai chà chà, tòa tháp này bị nứt hay sao rồi? Nó có chút xíu à. Thôi, bỏ qua đi. Để đi tới một vùng đất mới. Và có vẻ cái vùng này vẫn là vùng đồng bằng rộng lớn ha. Hôm nay tính ra mình có duyên với đồng bằng ghê luôn á. Mỗi bữa đi khám phá. Các bạn đi đi. Mình toàn gặp biển không à. Mà bữa nay gặp cái vùng đồng bằng liên tục nè. Hên đó chứ. Đỡ phải chèo thuyền trên biển. Rồi hết mới nói gặp đồng bằng liên tục. Cái vợ cho nguyên cánh gừng to đùng rồi nè. Nữa hả? Vô gừng là phải nóc tiếp á. Vô gừng mà không nóc là không được á. Thôi chịu khó đi chứ biết sao giờ. Gặp gừng thì phải nóc á. Nhưng mà cánh gừng này chưa tới nổi là tối đâu. Nên chắc mình cũng không cần phải nóc ha. Đi bình thường cũng được. Nào gặp cánh gừng bự hơn xíu hả nóc. Chưa để dành nha. Nóc tiết kiệm. Rồi. Ui trời ơi, cây nhiều thế. Đó mình vô cánh gừng kiểu gì đi cũng khó khăn nha. Gặp công trình cũng khó nữa. Tại vì cây nó che tầm nhìn mình. Nên rất là khó phát hiện công trình luôn. Rồi gán đi. Đi một xíu là hết cánh gừng chứ gì. Ồ, đây nó có cái hàng kìa. To lắm. Ồ, trong đây tối rồi. Bắt buộc. Nóc vô. Đấy. Tự tin lên hẳn liền. Qua đây luôn. Ui, có nhện. Trong đây tối mà, thành thử ra quái nó nhiều lắm. Ngoài nhện ra đây còn gì khác không? Ngoài nhện ra thì còn có một tòa tháp. Được á chứ. Gặp nhau cũng là cái duyên rồi. Tới công chuyện thôi. Tòa tháp này coi. Có khối vàng luôn kìa, có vẻ giàu á. Không biết có tòa tháp nào mà có khối kim cương luôn không á. Ồ, chỗ này là chỗ pha mấy anh xương đen. Được á chứ. Đây là cái lòng spawn của anh xương đen nè. Ở trên vẫn còn tiếng bà phù thủy kìa. Cướp dân làng nữa. À không, bà phù thủy ở tiếp tầng trên lận. Gì cũng đỡ đi. Tầng này chỉ có mấy tên cướp dân làng thôi. Và giải cứu anh người sắt ra. Ở đó cứu thêm một anh người sắt nữa. Nên là hôm gặp mình cứu hơi bị nhiều anh người sắt luôn. Tầng trên là tầng của mấy bào phù thủy rồi. Nên phải cẩn thận hơn mới được. Lên thêm cái nữa coi.
Ồ, cái này nó có cái rương nè. Ồ, nhưng mà rương cái tòa tháp này nó kiểu nó không được vào lắm á. Ừ, hơi bèo là đằng khác. Rồi, giờ mình sẽ lên đây để mình tiêu diệt mấy vào phụ thể trước. Cười là mắc ghét à. Cười là mắc ghét à. Cười là mắc ghét à. Phù thủy nè. Cho bà biết như thế nào là sức mạnh của cung Netherite. Rồi. Ui. Chạy 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 chạy. Bà chọn tiếp á. Phù thủy nè, xuống đây xuống đây xuống đây. Xuống đây. Xuống đây. Đừng hỏi, đừng hỏi tại sao biển xanh lại mặn. Rồi. Khỏe rồi. Tiêu diệt được bà phù thủy là nhẹ nhõm rồi đó. Ở trên vẫn còn phù thủy nữa sao? Ui còn thiệt. Đập cái lông, đập cái lông. Phù thủy nè. Bắn hết. Tiêu diệt. Tiêu diệt lẹ. Hết chưa? Hình như hết phù thủy rồi. Vậy đi. Quyển sách hô hấp. Ồ, có trái táo vàng cường hóa nè. Trái táo vàng cường hóa thì trong đây không có chế tạo được á, nên khá là tốt ha. Lượm luôn. Ồ, còn cái lòng spawn nữa. Quá trời cướp dân làng luôn. Cướp dân làng một tên. Bắn lọt ra khe này cái. Ôi, bắn lọt khe không nói. Ồ. Giải cứu. Ồ, bắn nhầm anh người sát rồi. Oh no. Mình bắn nhầm anh người sát. Ôi dồi ôi. Tội nghiệp anh. Bắn rồi bắn nhầm anh luôn à. Bó tay đi. Anh đang chiến đấu một mình anh trển. Mình sẽ cứu anh. Anh đừng lo, tôi sẽ cứu anh. Hay lắm. Ôi anh quýnh mình luôn rồi. Bình tĩnh. Chúng ta là bạn. Tôi lỡ trúng thôi. Bình tĩnh nào. Bình tĩnh lại. Tôi chữa thương cho anh nè. Ui, ui, anh không bình tĩnh rồi. Ui. Trời ơi, mình lỡ bắn trúng thôi mà. Nở lòng nào vậy trời. Cố kháng lửa lụm luôn. Tịch thu, tịch thu, tịch thu. Lỡ tay thôi mà mất cái tình bạn thấy không. Rồi lúc lỡ thôi nhưng mà mình vẫn không thể sửa sai được. Thôi bye bye anh luôn đi. Coi như tình bạn chúng ta chỉ tới đó thôi. Ở trên núi nó còn có một cái ngôi đền bỏ hoang nữa cơ. Ồ, và cuối cùng thì mình cũng đã gặp được cái vùng hoang mạc Savannah rồi nè. Wow. Lâu lắm mới gặp lại cái vùng này á. Úi, và ở đây còn có chỗ này để mình kiếm thêm đồ nữa nè. Đã nghe. Vô đây là có đồ mang về liền. Ồ, sửa chữa luôn nè. Thấy chưa. Được thiệt. Ồ, cái này thì hết được rồi. Đồ ăn. Tháo vàng. Ống nhòm. Đầu dơm bay có dùng để làm gì không? Không dùng làm gì hết. Ok. Cũng được cái nón sửa chữa ha. Cũng khá ổn. Rồi bây giờ tranh thủ lúc mà mình còn cái khả năng nhìn trong bóng tối á, mình sẽ đi tiếp luôn. Tiếp qua bên đây coi. Có vẻ là cái vùng này khá là hoang vắng luôn á. Thỉnh thoảng thì chỉ có một vài cái chỗ tàn tích giống như nãy thôi á. Hình như mình lạc vô một cái công trình khác rồi. Oh my god. Ui sao công trình này toàn xương không mà. Ui đập 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 làm spawn. Công trình toàn là những cái con xương không nè. Vàng ren. Đồ vàng các thứ. Một chút đồ sắt nữa. Trong thùng thì sao? Ui trong thùng vẫn có đồ nha. Cũng được, cũng được. Thêm táo vàng cho mình ăn nữa nè. Chậm hỏng luôn. Được vậy. Nữa nữa nó rớt xuống. Vậy là ở phía trên nó còn nhiều con lắm. Nó đi từ hướng nào đây? Ui sao nó bắn mình xong núp rồi. Bắn xong rồi núp hả? Chơi kỳ vậy. Vậy là phía trên còn nhiều lắm nha. Mình nghe tiếng nó lách cách ở trên nhiều lắm. Trời mình loot được bao nhiêu. Ui cút kim cương luôn hả? Loot được bao nhiêu thì loot. Tranh thủ không bằng, cao thủ không bằng tranh thủ mà. À, đọ cung không vô đây là chủ yếu là đọ cung á. Hên là bữa nay mình mới nâng cấp cung luôn ha.
tới số mấy con này rồi. Nhưng mà nó cứ bắn lén mình, khó chịu thế nhờ. Nè coi nè, cá nóng luôn. Đập 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 đập. Rồi luôn, cho lọt dưới. Tiêu diệt hết. Còn con nào nữa? Kìa kìa kìa, bên kia kìa. Đọ cung hay gì? Ui nó lại đẻ thêm. Vô đây đúng chỗ để cho mình đọ về cái khả năng bắn cung luôn á. Mà đồ trong đây thì cũng tương đối thôi, chứ không có gọi là giàu lắm á. Bên đây còn cái lâm spawn nữa, đập lẻ không thôi nó đẻ. Kìa còn bên kia quá trời xương luôn kìa. Hên là những con xương này nó chỉ là xương thường thôi, không có mặt giáp á, nên cũng khá là dễ tiêu diệt. Chứ gặp mấy con mặt giáp thì hơi bị đuối luôn. Hải thi ma các thứ nè. Nhập thêm, kiếm thêm đâu. Nạp nhanh, cũng tốt. Cái này là đe thường đúng không? Ồ, cái đe nguyên. Ồ, ồ, ồ. Lấm. Ồ, vẫn còn đó nè. Tiêu diệt liền. Xong. Như vậy tầng 2 cũng đã được mình dọn sạch rồi ha. Quá trời quá đất xương rồi. Và nó dư khá là nhiều đe luôn, nên mình sẽ tịch thu để mang về dùng cho nó tiết kiệm. Phía bên ngoài này hết à. Sao mình vẫn còn nghe tiếng xương lách cách ta? Cho nhé, nó còn một cái tầng bí mật nữa sao? Ui có chăn lạnh nữa nè, giúp mình đi trên biển được. Ủa? Phía trên này mình thấy nó đâu còn đường đi đâu. Nó có căn phòng. Ồ oh. Gì đây? Còn xương này làm gì đây? Nè, vẫn còn một cái căn phòng bí mật nữa. Quá trời sách enchant luôn. Lức gin gì nữa nè. Mấy dòng lạ lạ mình sẽ lụm ha. Hết chưa? Ừ, hình như lần này có vẻ là hết rồi đó. Căn phòng này cũng không có gì luôn. Ok, như vậy thì sơ qua nó cũng được một vài cái món đồ tốt ha. Và men theo cái công trình đó đi vào hướng bên này. Hình như mình đi lạc vô cái hang boss hay sao á. Ở trên... Ừ đúng rồi. Đây chính là cái bông hoa kiểu như là hư không nè. Ui. Giờ... Chuyện này không đánh không được rồi. Ngày này cuối cùng cũng đã đến rồi. Mình tưởng rất là lâu để tìm được con này, nhưng mà nếu mà tìm được trong ngày hôm nay thì chiến thôi. Ồ, nó tấn công mình. Mình phải di chuyển liên tục. À, mình có thể tấn công bằng cung. Yes. Nhưng mà mình sẽ ăn một trái táo vàng trước để cho chắc cú. Nó nấp vô kìa. Nó đang hồi phục lại. Ui, nó hồi phục dữ vậy. À, hồi phục nè. Cung mình là cung sĩ. Ui, nó còn có những... Để coi nó hồi phục mạnh hay là mình tấn công mạnh. Ồ, nó tấn công bằng những cái phấn hoa kìa. Nó hồi phục ghê thiệt. Khả năng hồi phục của cái con boss này rất là đáng gờm nha. Né phấn hoa. Chúng đòn phấn hoa đó rất là thốn luôn. Ui. Những cái gai từ bông hoa này rất là đau nha. Một hồi mình mà hết mũi tên là tới công chuyện nữa. Nên phải gán tiêu diệt nó lẹ. Ê, hay là những cái bông hoa này chính là... Mình nghĩ những bông hoa này chính là thứ mà giúp nó hồi phục được. Nên mình cần phải đập. Đập lẹ thôi. Để ngăn chặn cái khả năng hồi phục của nó. Ui, nó còn bắn độc nữa kìa. Ui, đứng lên. Ui, độc hoa đó. Cái này thì sao? Ui, rồi. Đập bông hoa. Mình đã tiêu diệt được một cái chỗ hồi phục rồi. Mình cần phải ăn thêm nè. Uống thuốc thêm nữa. Tiếp tục. Đập thêm một cái bông hoa tiếp theo. Yeah. Hai bông hoa rồi. Còn một bông hoa cuối cùng thôi. Đập nốt cái này là hình như nó sẽ không hồi phục được á. Ui tấn công gai. Hên không chút. Ui phóng hoa nhảy. Né. Ui
Cố lên gần được thôi. Yes. Yay, mình đã tiêu diệt thành công cái con boss hóa rồi. Tuyệt vời. Ui, con boss này tính ra nếu mà mình không đập những cái bông hoa hồi phục thì nó sẽ rất là khó tiêu diệt đó nha. Và nó sẽ rơi ra cho mình hai cái void thorn. Cái này thì mình có thể làm được một cái cây spear ha. Ngoài ra thì cái chỗ của con boss này thì nó không có thêm một bất kỳ cái rương nào để mình loot đồ hết. Tính ra đúng mình cũng hên nữa. Tự nhiên lọt vô cái ổ của mấy con xương xong rồi đi lạc qua đây luôn. Cũng được, cũng được. Tóm lại, trong chuyến khám phá ngày hôm nay thì mình đã đương đầu với rất là nhiều cướp dân làng, cũng như là đánh bại được một cái con boss tiếp theo, là một cái bông hoa hư không á. Một bông hoa rất là mạnh. Và trong thời gian sắp tới, khi mà mình gom đủ những cái nguyên vật liệu thì mình sẽ thử làm những cái vũ khí từ những cái con boss rơi ra ha. Cái này thì mình cần phải có thêm một cái trái tim hắc diệm thạch nữa thì mới làm được cây thương. Nên sắp tới mình cần phải tìm một cái con boss liên quan tới hắc diệm thạch nữa. Và mong rằng những chiến quái sau thì mình sẽ tìm được những thứ quý giá hơn để làm giáp. Chứ bây giờ giáp mình cũng chưa được gọi là mạnh lắm, bị boss quýnh gần rất là thốn ha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.